Dịch thủy đậu tiếp tục gia tăng ở cả hai miền Nam Bắc. Dù là căn bệnh không mới, nhưng nhiều người chủ quan tự điều trị đã khiến cho biến chứng nguy kịch. Đáng lo ngại hơn là ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bệnh nhi dưới 3 tháng tuổi nhưng bị thủy đậu nặng và biến chứng do lây từ mẹ. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh, dịch thủy đậu thường kéo dài từ đầu năm đến tháng 6. Năm nay mới đầu dịch nhưng số lượng trẻ nhập viện tăng khá cao, điều trị 43 trẻ, chủ yếu là bệnh nhi từ 3 tháng tuổi trở xuống. Nhiều bệnh nhi nhỏ nhưng thủy đậu nặng và biến chứng do mẹ chủ quan không chích ngừa trước sinh. Cha mẹ nên nhanh chóng chích ngừa đầy đủ cho con trước khi dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là nhiều bà mẹ đã sai lầm khi mắc phải thủy đậu thì cách ly không cho con bú sữa mẹ. Vốn virus thủy đậu không chờ mụn nước vỡ ra mới phát bệnh, nó đã ủ trong cơ thể của người bệnh và có khả năng lây từ trước đó. Cũng theo bác sĩ Khanh, trường hợp của phụ nữ mang thai 3 tháng đầu sẽ mắc thủy đậu rất dễ sảy thai, thai dị dạng. Riêng phụ nữ trong độ tuổi sinh sản chưa chích ngừa hoặc chưa từng mắc bệnh nên đi chích ngừa. Người mắc bệnh thủy đậu không kiêng tắm, không kiêng gió, không tắm gốc dạ, không uống nước gốc dạ, không trùm kín. Để phòng bệnh, người lớn và trẻ nhỏ nên đi chích ngừa thủy đậu.